sai và có lúc mình không đúng thì giờ mình sửa sao toàn diện trở thành toàn diện, mình không bị khuyết, không bị lỗi gì nữa hết. Mà lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu. Dạ Hương, con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi thầy. Cái việc này cái đó không phải làm rồi, tội rồi, không phải xin lỗi đơn giản. Ví dụ phạm pháp luật là phải vô tù, không có khóc lóc van xin được nữa. Và không, ví dụ như giờ mình đã nói lỡ rồi, mình nói người đó mà mình chưa tìm hiểu kỹ thì mình là người vi phạm pháp luật và mình phá nhân phẩm uy tín của người khác, thì mình phải ra theo giấy tờ chiếu mà mình đã đền bù danh dự người khác, và mình phải công bố trên cả hệ thống báo chí, truyền hình, truyền thông, mình phải nói do tôi không hiểu rõ và tôi chưa nắm bắt được rõ thì tự mình làm chứ không cần ai trước mặt thầy, chỉ cần nhờ người ta viết một bài báo, nhờ người ta tự nói lên một cái tình cảm nào đó, tự giảng lên, tự xóa đi những cái đó chính mình, chứ không cần như thế có hai người gặp nhau xin lỗi nha, thì cái đó nhiều khi mình còn tự ái còn nói với thầy thì đơn giản. Thầy thấy thầy thích Nhật Từ mà nói như vậy á thì thầy có bị tổn thương gì nhiều không? Rất là nhiều. Tổn thương à? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Ta Sa Pha Tha Qua To A La Hô Sam Ma Sam Phật Ta Sa. Trước tôi với anh là hai một người thù địch nhau tiền kiếp, giờ này đã tỏ bài đã xong. Nếu anh cảm còn thấy nữa thì sức phạm tiếp, còn không còn thì cứ anh chấm dứt, để cho đời hai chúng ta không còn liên tiếp gì đời và đạo nữa. Mục đích mình tu giải thoát thì mình phải tha thứ cho nhau, dù tôi có lỗi hay anh có lỗi thì mình bỏ qua để mà tu, chứ không phải mục đích của mình có việc nhỏ quá. Người đời người ta sân si mà mình người tu sân si hơn là mình sai. Thầy cũng thấy cái ý nào của ông Thích Nhật Từ mà thầy thấy thầy tổn thương sâu sắc thầy và thầy không quên. Thứ nhất là thầy nói là thầy chưa nắm rõ về kinh Nam Tông là cái điều khắc khó lớn nhất của đời ổng, tu không thầy và không giải thoát và giác ngộ. Kế tiếp là không hiểu kinh Nam Tông thì cuộc đời tu của ổng uổng lắm. Vì Đức Phật ngày xưa tu cả sự bài bỏ ăn, bỏ uống, bỏ các thân xác để mà tu, mà lúc cuộc cũng không bao giờ nói cái gì đúng sai của người khác, mà Đức Phật muốn là độ cho trở thành giải thoát giác ngộ. Theo thầy ổng nói như vậy thì thầy có muốn là một lần nào đó thì thầy Thích Nhật Từ có lời xin lỗi tới thầy không? Thầy không muốn. Cái đó tự ổng nói trên báo chí hoặc là ổng công bố cái gì đó cho người khác biết là họ nhắn với thầy là đủ. Ừ. Cái đó thì lớn với nhau rồi, tu cũng đạt lên chức sắc lớn rồi, thì mình không có việc nhỏ mà để qua lại đi, rồi nhiều khi tự ái nữa. Không lẽ tao lớn hơn mày mà tao xin lỗi? Tao thầy tu lâu năm hơn, lớn tuổi hơn, tao xin lỗi. Cũng còn cái ta lớn và cái tự ái nó càng cao. Còn đối với thầy nhỏ tuổi hơn ổng và tu sao ổng thì coi như là không phải nói nó tóm gọn là tu trước sao cũng là một vị sư, một vị thầy tôn trọng nhau. Còn cái việc tu lực thì không luận già trẻ bé lớn. Nhiều khi tu trăm năm mà không thành đắc đạo, nhưng mà một chú này hay một thầy này mới vừa xuất gia, mới vừa tu mà giác ngộ giải thoát thành Phật hơn mình vẫn bái làm sư phụ. Thầy nghĩ là từ khi nào mà những người mà tu hành là bắt đầu là ăn cha ăn thịt thầy? Thì từ khi nào? Từ vô chùa lúc đầu cho đến khi chết vẫn ăn thịt. Còn khi mà tu thì từ lúc mới vô tu cho đến khi chết cũng vẫn bằng đồ màu vàng. Còn cái phong tục tập quán của từng địa phương hay từng nước hay là do trụ trì đó ra lệnh là ví dụ mới xuất gia bộ màu gì, tu lâu năm sẽ bộ gì và khi già bằng bộ gì, đó là trụ trì đó ra lực thôi, chứ còn không có quan bắt buộc bởi mấy chùa khác. Vì thầy trụ trì đó đâu có quyền quản lý chùa khác, giống như nhà mình đi, nhà ai công dân có quyền quản lý nhà của mình, không được quản lý nhà người khác, mà nhà nước chỉ quản lý về mặt hành chính chứ đâu quản lý là về cá nhân của người khác và tài sản của người khác. Thầy có nắm bắt được là đạo Phật là bắt đầu ăn mặn từ khi nào? Nghĩa là từ khi sáng lập ra hay là sau này? Cười Đức Phật ra đời là nó cách đây 2600 năm cho đến tới bây giờ. Là đã ăn mặn suốt tới bây giờ. À. Thì giờ vẫn là Phật giáo ăn mặn hết, đúng không? Ăn chay chỉ có riêng một phái tự thành lập là giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam. Mà sao theo thầy nói như vậy thì tất cả các chùa ở Việt Nam hiện tại ăn mặn. Nhưng mà tại sao thì thầy công khai ăn mặn như vậy thì các chùa lại phản ứng thầy gay gắt như vậy? Thì kiếp trước thầy với ông tôi cũng tính mắc nợ. Mắc nợ. Rồi Nhật Từ mắc nợ, rồi nhiều thầy khác đã mắc nợ. Nên kiếp này họ nhắm vào thầy để giống như cái súng.
nó vào trái tim tổn thương. Thầy có nghĩ là các vị sư thầy đó là có ăn mặn không? Cái việc đó thầy đâu có bám sát từng giây từng phút, chưa bao giờ ở với nhau một ngày, chưa bao giờ ngủ chung một giây, và cũng chưa bao giờ cùng với nhau để nói chuyện 5-10 phút. Thì thầy không dám nói là đúng hay sai. Nhưng mà cái gì thì thầy giảng trên pháp, nhiều lúc thầy nghe thầy biết được. Nhưng mà nói gì thầy lý thuyết thì giỏi, nhưng mà thực hành ngày chưa thầy chưa có. Thực hành là ngồi thiền ít nhất một ngày từ 1.5 đến 3 tiếng. Tự mình tu chứ không ai ép, nhưng mà người tu phải lo chuyên vào hành thiền mà thành chánh quả. Thiền tông, tịnh độ, mật tông, bất cứ tông phái nào, nếu mà không bước qua con đường thiền thì cuộc đời không bao giờ hiểu về đạo Phật, và cũng không hiểu về đường tu, và cũng thành không đắc quả giải thoát và giác ngộ và thành Phật. Thầy tuyên bố phải vượt qua cái thiền, sống thiền, chết thiền, đi đứng nằm ngồi cũng thiền. Còn nói về các pháp môn là phương tiện để mà tu. Ví dụ như niệm Phật đi, niệm để chi? Xóa đi những cái gì đang đau khổ và lo lắng, suy nghĩ, mơ mộng, mộng tưởng và cái gì đó để dẹp đi, xóa đi những đau khổ đó. Nhiều người nói là thầy, những hành động và lời nói của thầy hiện nay á là đang bán bổ Phật Pháp. Thì thầy nghĩ từ bán bổ Phật Pháp như thế nào thầy? Thì thầy nói là thương các quý vị ơi, quý vị không hiểu Phật Pháp mà quý vị cứ nhắm vào tôi, làm cho tôi phải lo lắng, suy nghĩ, phải dùng mọi phương pháp, dùng trí tuệ làm thuyết pháp để thuyết phục quý vị vào bàn tay nhân ái, cũng như nói vòng tay lớn để xoa dịu những cái gì mà quý vị đang nghi ngờ và thắc mắc, để làm sao thuyết phục được quý vị trở thành một người hiểu biết được cái về Phật giáo và tâm linh. Thầy có thấy là bây giờ hiện tại thầy đang nổi tiếng, còn hơn cả diễn viên nổi tiếng bây giờ luôn đấy thầy. Không, thầy không có mê nào tiếng, mày thầy cũng có mê cái bất cứ cái gì cả. Hồi xưa tới nhỏ thầy cũng mê hát, và thầy cũng không có học mát, học hát, và thầy cũng không có ham thích nổi tiếng. Và thầy cũng không muốn phô trương cho người ta biết điều gì. Thầy muốn gì thầy ở, vẫn là thầy có cái chùa dù nhỏ cũng là của thầy, vẫn ở nơi thầy. Chứ thầy không muốn ở chùa to hoặc lớn gì cả. Và thầy cũng không muốn chức to hoặc lớn. Nhưng mà lý do là thầy suy nghĩ kỹ, nếu không ăn học cao thì sao hiểu được giáo lý Phật và làm được việc và xã hội. Rồi không nhận được chức sắc cao thì làm sao giúp đỡ cho xã hội có cái giấy tờ để họ tu, và có giấy tờ để họ thành lập từng tôn giáo. Thì mình ăn học ra là một luật sư nổi tiếng, hay là một luật sư đã ra trường, hoặc là mình hiểu về luật tôn giáo và mình hiểu về các tông phái, thì mình ai muốn cho họ hoạt động cái gì thì mình cấp cho họ giấy phép đó, thì mình phải quản lý họ được. Thì thầy đã đủ chức năng đó, thầy làm được. Thầy là đang đi học đại học luật, và học luật gì thầy? Luật quốc tế rồi luật kinh doanh, thầy có hai cái luật. Thì cái mục đích của thầy đi học luật như vậy là thầy muốn để làm gì? Tại vì giờ xã hội bây giờ ai cũng phải hiểu luật, nắm luật, và tôn giáo cần phải có người bảo vệ pháp lý về tôn giáo và Phật giáo, thì mình phải học luật để chi? Người đó có phạm có luật, mình hướng dẫn cho người ta đừng tái phạm và phải sửa. Và nếu mà họ gặp oan ức thì mình phải mà một đoàn luật sư của mình để giúp đỡ cho họ qua cái nạn đó, để bào chữa cho họ không còn bị dính vào cái tội lỗi đó nữa, để ra một tòa án đó xét xử cho người đó được làm sao cho đúng cái pháp lý, đúng cái luật nhân quả, đúng cái luật của xã hội, để người ta xóa đi cái đau khổ đó, không được phạm tội nữa. Thấy đa số các sư thầy đều đi học mấy ngành về tôn giáo không á, nói chung là để tăng thêm cái kiến thức và để truyền bá cho Phật tử, thì sao thầy không chọn con đường mà học các cái ngành chuyên bên Phật giáo rồi? Thì học hết rồi. Thì tại ở hồi đó thầy học có đại học Tùng Lâm là thầy học trung cấp. Sau học trung cấp thầy thấy các thầy dạy không đủ trình độ, thầy thấy dạy dở quá mà tối lý thuyết không, chưa thực hành bao giờ. Thầy mới học năm cuối, thầy nói thôi lấy cái bằng cũng làm gì, mà thầy có đại học luật rồi. Hiện giờ thầy nói bay qua Thái, qua Ấn Độ, thầy học ở Ấn Độ ra 7 năm rồi, thầy bay về Thái thầy học hết 10 năm là thầy học bên hạc sĩ tiến sĩ về chương đại học Phật giáo quốc tế. Thì suốt cuộc đời của thầy, rồi thầy ở văn phòng của giáo hội và chủ tịch và đệ nhất và tăng khống của giáo hội Phật giáo Việt Nam tại nước Thái Lan là cái chùa của giáo hội luôn.
thì đi học hàng ngày là ăn uống ngủ nghỉ phép tắc lễ gì cũng ở trong văn phòng giáo hội và ở chùa, và học cũng vẫn là văn học, vẫn là trường đại học của Phật giáo nước Thái Lan, thì là lúc nào thầy cũng ở tôn giáo và giáo hội và ở ở một cái trường Phật giáo chứ không phải là học trường đời. Và ở Việt Nam thầy có học trường đời có rồi, thì qua bên đó học chuyên về ngành Phật giáo không? Như vậy chắc thầy bây giờ là giỏi tiếng Ấn Độ là tiếng Thái dữ lắm à? Đúng. Thầy có thể chào mọi người một tiếng Thái được không thầy? Thì nói thì được, nhưng mà mình tiếng Anh thì thầy cũng có giỏi, mà tiếng Thái thì cũng giỏi. Ví dụ tiếng Thái mình nói đơn giản, Nam thầy thường thường là Sawasdee Krap là chào ông, chào bà, chào thanh niên. Sawasdee Kha là chào chào phụ nữ và chào bà già, ông già, không chào cho nữ hết, là kêu là Kha là nữ, mà Krap là ông. Còn giờ nói tóm gọn thì quý vị không tin thì mở cái tour Thái Lan, thầy sẽ hướng dẫn viên bằng tiếng Thái 100%. Còn tiếng Anh thì qua bên Anh. Chứ còn Việt Nam mình, người Việt nói gì tiếng khoe chỗ tài, là thầy đã có ham danh, không có ham nổi tiếng, không có ham gì, mà mục đích thầy học phải thành tài. Và giờ thầy ước mơ là tháng 8 năm 2021 thầy đang hai cái trường về tiến sĩ về quan hệ quốc tế, là tiến sĩ về Bộ Ngoại giao, chuyên ngành về quan hệ quốc tế là Bộ Ngoại giao. Kế tiếp thầy muốn học đại học về hành chính là của Bộ Nội vụ, của Bộ Nội vụ của quốc gia Việt Nam. Muốn học luật tôn giáo hoặc luật quốc tế để thầy là một là luật sư sau này bảo vệ pháp lý gì, quản lý tất cả các tôn giáo, rồi bảo vệ các tôn giáo có một pháp lý chuẩn, và ai thành lập giấy tờ gì cũng qua thầy. Thầy ước mơ vậy đó, được không? Được, vậy ước mơ vậy đó. Thầy có muốn lên học tới giáo sư không? Thạc sĩ là giáo sư rồi, tiến sĩ là giáo sư rồi. Không, giáo sư, chưa, giáo sư là cao nhất. Bảy. Do con không ăn học. Giáo sư là gì? Đại học cũng vậy, dạy đại học cũng là giáo sư rồi. Dạy đại học là thạc sĩ á, thạc sĩ, tiến sĩ á. Ví dụ như một là hiệu trưởng, tiến thạc sĩ, hoặc là phó giáo sư, tiến sĩ, hoặc là giờ tiến sĩ là kêu bằng trưởng tiến sĩ, hoặc gọi là trưởng khoa tiến sĩ, hoặc gọi là ví dụ phó hiệu trưởng thì kêu là phó tiến sĩ. Thầy biết khi nào mà thành làm được tiến sĩ không, thạc sĩ không? Thì mình đi dạy trường đại học là giáo sư, trường đại học cũng được, bất cứ trường đại học nào cũng được, mình vẫn dạy đại học được, vẫn dạy hạ sĩ được, nếu mà tiến sĩ vẫn dạy tiến sĩ với nhau được luôn. Thầy hiện tại thì cái cấp bậc bằng cao nhất của thầy là cái gì thầy? Tiến sĩ. Thì thầy có làm luận án, luận văn gì không? Có. Thầy luận văn tiến sĩ. Luận văn là thầy làm về đề tài gì thầy? Luật nói là luật quốc tế, là nói về luật hình sự. Nói tóm gọn trong đó là có nhiều tiểu đề, thầy làm có 3 tiểu đề. Thì luận án về luật. Thì luật sư phải luật sư, tôn giáo phải luật tôn giáo, thì mình lựa cái nào về Phật giáo. Dạ. Chứ nãy giờ mình lựa cái gì giờ? Mà trong đó cho mình phải chọn, tự chọn. Ví dụ như nói về tai nạn xã hội hiện nay là gì, luận văn. Còn mấy là mình nói là luật hình sự trong cái vấn đề điều mấy khoản mấy nó có những cái gì, mình làm một cái luận văn nào đó làm sao làm cho các thiếu sĩ khác là cảm thấy là đậu. Mình lên thuyết trình cũng dựng giờ đà, ví dụ như thầy lên bằng ảnh bữa nay là có một cái bài thầy đưa lên, cái bài về cái tự nhiên ta kêu mình lại thuyết trình, và cái bài thuyết trình của mình, bài luận văn hôm nay gì, thì thầy mới nói là ở trong nay có những cái điều gì khoảng mấy năm nay có những cái gì thay đổi và không thay đổi, rồi cái luận văn đó mình luận văn về chuyên môn là luật thương mại hay là luật kinh tế hay là luật đường bộ, đường hàng không, luật hình sự, dân sự, đường luật về tôn giáo, thì tất cả các luật gì mình phải nắm hết rồi mình luận văn trong bài đó. Thì giờ thì tự mình chọn một cái đề tài và mình soạn một liên cái giáo án cho mình, sau đó cái luận văn đó mình làm sao có 4 buổi thuyết trình cho 4 vị đến 7 vị tiến sĩ và hiệu trưởng trường học, hoặc là những tiến sĩ lớn nhất làm văn phòng đó, và mình mời được từ 2 tiến sĩ hoặc 4 tiến sĩ để bảo vệ cùng với cái bài của mình. Thì nếu mình có sơ sót gì thì nhờ những cái tiến sĩ mà ta nổi tiếng hoặc những người đó đã là hiệu trưởng rồi thì người ta sẽ bảo vệ cùng mình, là ổng là tiến sĩ ổng đậu thì mình cũng đậu theo ổng, rồi ổng cũng muốn lấy bằng thi mình lấy, ổng lấy thì ổng giúp mình có cái bằng, rồi ổng ra dạy mình cũng đi dạy. Rồi cái vô giáo dục bữa đó ổng sẽ họp báo vụ giáo dục bữa nay trong bộ giáo dục mình có những thay đổi gì, rồi thầy giảng những cái gì từ đâu tới đâu thì theo cái bài giảng của mình.
thôi. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Để chúc quý vị nhiều đây là hôm nay chúng ta cũng là tình cảm rất là quý báu. Yeah. Và tôi sẽ cho quý vị mỗi người một nụ hôn thật lớn và thật sâu và thật yêu thương. Yeah, cảm ơn thầy ha. Cảm ơn.